Thì biết đi. Ở bên đây. Con lúc nào cũng phải cong cái gì đây, phải đổ thẳng lên đây đây. Hiểu chưa? Ở bên đây. Biết ngay đi, con không để vợ thẳng. Con bao giờ cũng phải để vợ trích lên này con một tí. Có rất nhiều nét con bị nghiêng khoảng cách từ các từ của con nó bị gần nhau quá đấy.